Cảm ơn Nhật Trường, chị cũng đang vui mà. Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương. Vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường cuối con đường đó. Có phải anh bỏ lại nỗi đau là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoang đổi cũng hoàn hảo? Cũng do ngốc mà thôi, đã biết là cho không nhận lại, tại sao lại nói cho người ta biết đi, người ta phỉ là nói dai. Cũng có lúc em bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình, một người em quen cướp anh đi mất, liệu rằng em có thể bình tĩnh được như vậy hay không, hay anh xem đó là trò đùa. Cũng như bài hát em gọi tên anh ở trong những thức em từng hứa, anh nói là hứa mà em từng hứa với anh hôm nay lại dư thừa, thì anh cứ phủ như chưa từng nghe một lời chia tay không còn nữa. Vẫn biết rằng anh tốt với em, nhưng anh lại yêu một người khác, tình yêu tâm huyết là ba mũi dao, biết như vậy mà vẫn đôi chết. Sao có thể anh cho em khùng vạ, chia tay em trong dứt khoát, nhưng em sẽ cắm anh làm em đau, tạo vết thương bên trong thể xác này. Em cắm anh nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác, và em cắm anh nhìn vợ em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cắm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em, đối với tư cách một người đi trước, giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cắm anh đem so sánh ai tốt hơn những việc em làm, vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cắm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này, em cũng sẽ cắm anh nghe từ cấm khi em vẫn còn là người ấy. Chút nữa nhảy bài gì trời, nhảy mi 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 nha, chú Ô nhảy bài mi 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 nha, hết bài này Ô nhảy. Cảm ơn anh Xuân, cảm ơn Lê Anh. Em cắm anh hay thức khuya, đánh liên minh vào 2 giờ sáng. Biết sức khỏe anh không được tốt thì đừng cố gắng quên đi thời gian. Em cắm anh đi về đêm khi đã không còn em bên cạnh, vì em biết chắc nó không thể cản đi những ngày mưa trên mái tóc mềm. Em biết là anh sẽ hỏi lấy tư cách gì em xen vào, thì cũng đơn giản là một con ngốc làm trọn trách nhiệm mặc dù xa nhau. Anh quên đi việc em làm, nếu anh nói anh bảo kể công rồi anh sẽ nói là anh không bắt tại sao em làm được còn dài dòng. Vì nó thì mọi việc khác đó không làm cũng được ghi nhận, mà thôi đâu còn quan trọng nữa, đâu phải chỉ trong vài lần định ngầm miệng để anh vui thôi. Nói sao thì chuyện cũng vậy rồi, chỉ tiếc là không thể tặng cho anh hạnh phúc mà anh mơ thôi. Nhưng cắm thì vẫn cứ cắm, vẫn biết là 7 phần thừa, có phải món anh tự tin làm bên trong chiếc hộp không còn chứa. Cảm thấy cắm anh quá đủ rồi, lần này em cắm bản thân em, cắm anh không thể cười như như ngày mai không anh bên cạnh. Em cắm anh nó yêu em khi đi trong vòng tay người khác, và em cắm anh nhìn vợ em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cắm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em, đối với tư cách một người đi trước, giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cắm anh nên so sánh ai tốt hơn những việc em làm, vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cắm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này, em cũng sẽ cắm anh nghe từ cấm khi em cũng còn là người ấy. Sao bảo? Ôi xong ơi, mầm xong lắm, mầm xong. Ôi xong ơi, mầm xong lắm, mầm xong. Vãi Goro. Rồi ok.